anh Nguyễn xin mời quý vị mình cùng ngắm nhìn khu vực mới phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, đó là khu vực của bên hầm Thủ Thiêm, quận 2, với các khu căn hộ cao cấp cũng kèm theo đó là những căn biệt thự như quý đồng mình đang thấy. Đây là khu đô thị Sala.